Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát không viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp môn giải thoát không viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành mười địa Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu mười địa Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là mười địa Bồ Tát, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành năm loại mắt viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu năm loại mắt viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là năm loại mắt, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành sáu phép thần thông viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu sáu phép thần thông viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sáu phép thần thông, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành mười lực Phật viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu mười lực Phật viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là mười lực Phật, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.